Kinh văn. Lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời Tường Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi: "Người muốn cầu điều chi?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày thương mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thương mẫu con thác sanh về đâu." Vị La Hán cảm thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế?" Quan Mục thưa rằng: "Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng của những con đó thì có đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân?" Vị La Hán xót thương, bèn lập phương tiện khuyên Quan Mục rằng: "Ngươi phải chí thành niềm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo." Lược giảng. Đức Phật kể tiếp: "Lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp." Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai này có thọ mạng lâu dài đến 40 kiếp. Và sau khi Ngài nhập Niết Bàn, trong thời Tường Pháp, có một vị A-La-Hán phước đức cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh dung trồng cội phước. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La-Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Sau khi thọ dần các thức ăn chay do Quan Mục cúng dường, vị La-Hán bèn hỏi: "Ngươi muốn cầu điều chi?" "Ngươi đã cúng dường cho ta, thế ngươi có việc gì muốn cầu xin ở ta chăng? Ngươi muốn được những lợi lạc gì nào?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu. Vào ngày mẹ con qua đời, con có làm những việc phước thiện và hồi hướng công đức cho mẹ con, mong rằng mẹ con nhờ đó mà được cứu độ. Nay con chỉ muốn biết một điều, chẳng hay mẹ con hiện đang đầu thai vào chốn nào, cõi giới nào?" Vị La Hán xót thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Sau khi ngồi thiền nhập định quán xét, và trông thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa lạc vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở, vị La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế? Mẹ của ngươi khi còn sống đã làm những việc gì để đến nỗi bây giờ phải đọa địa ngục, chịu tội báo cực kỳ thống khổ như thế?" Quan Mục thưa rằng: "Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn." Khi còn sống, bà mẹ của Quan Mục rất thích ăn cá và ba ba, ruồi nhỏ. Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Lớp thì đem chiên, lớp thì luộc nấu. Bà ta chỉ biết ăn cho thỏa thích, không kiêng dè gì cả. Có món ăn ấy là bà quên hết mọi thứ trên đời, kể cả sanh mạng. Nếu tính đếm số sanh mạng của những con đó thì có đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Quan Mục nói tiếp: "Tính ra thì thân mẫu con đã ăn cả trăm ngàn vạn ức sanh mạng của loài cá và ba ba. Thế nên tôn giả ơi, xin Ngài hãy rủ lòng từ bi, thương xót thân mẫu con, mà bảo cho con biết phải làm những gì để cứu giúp mẹ con." Vị La Hán xót thương, bèn lập phương tiện khuyên Quan Mục rằng: "Ngươi phải chí thành niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai." Bấy giờ sau khi nghe Quan Mục nói xong, vị La Hán động lòng từ bi, bèn dạy cho Quan Mục phương trước để cứu mẹ. Ngài dạy rằng: "Nếu ngươi có thể đem lòng thành khẩn thiết tha xưng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật này, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Như thế, chẳng những thân mẫu ngươi mà ngay cả chính bản thân ngươi cũng được sự lợi ích.
Bất luận là người còn sống hay kẻ đã qua đời, tất cả đều được lợi lạc. Kinh văn. Quan Mục nghe xong, liền từ bỏ những thứ yêu thích, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng, và lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ. Bỗng đến giữa khuya, thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quan Mục rằng: chẳng bao lâu nữa thân mẫu người sẽ sanh vào nhà của người. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa bé đó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tâm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh làm kẻ hà tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi, đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Lược giảng. Quan Mục nghe xong, liền từ bỏ những thứ yêu thích. Sau khi nghe vị La Hán vậy là phải cung kính cúng dường Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Quan Mục bèn xả bỏ và đem bán tất cả những đồ vật mà mình hằng yêu chuộng. Tương tự như thánh nữ Bà La Môn trong phẩm trước, Quan Mục cũng đem bố thí hoặc bán đi những đồ vật quý giá nhất, những thứ mà mình không đành từ bỏ nhất, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng. Sau đó, Quan Mục dùng giấy hoặc các loại hàng gấm, nhũ, tơ lụa để vẽ tượng Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, rồi lại sắm sửa hoa quả, nhang đèn, cùng đồ ăn thức uống, y phục, mền chiếu, vân vân, và mang đến cúng dường tượng vẽ của Đức Phật đó, và lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ. Vì biết thân mẫu mình đã bị đọa vào đường ác, phải chịu các nỗi thống khổ của chốn ác đạo, Quan Mục xót xa sâu thẳm, cứ thành khẩn ngắm nhìn tượng Phật, rồi chốc chốc lại cung kính cúi đầu đảnh lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di. Ngày hôm đó vào lúc đã quá nửa đêm, Quan Mục bỗng nhiên thấy Đức Phật hiện thân, hào quang tỏa rạng. Thực ra cảnh giới này chỉ giống như nằm mộng thôi, chứ không phải là mộng thật sự. Sở dĩ như thế là vì Quan Mục thành khẩn đến cực điểm nên mới có được cảnh giới cảm ứng đạo giao, tức là từ trong nhà mà trông thấy được thân Phật sáng chói. Nhưng nếu nói rằng Quan Mục trông thấy thân Phật thì e có vẻ kỳ bí quá. Cho nên trong kinh mới nói rằng mộng thấy, tức là mộng kiến vậy. Bây giờ Quan Mục trông thấy Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, thân hình cao lớn tựa như núi Tu Di, sắc vàng rực rỡ, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quan Mục rằng: chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Đức Phật đó báo cho Quan Mục biết rằng bà mẹ của cô ta sắp được đầu thai vào nhà của cô ta, và đứa bé ấy có đặc điểm là sau khi chào đời vừa mới cảm giác được sự đói khát ấm lạnh là nó có thể nói chuyện được rồi. Cô hãy chờ xem đi. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai. Những kẻ đi làm công cho người ta thì đàn ông gọi là nô, còn đàn bà gọi là tỳ. Nô tỳ là hạng đầy tớ thấp hèn, phải chịu sự sai khiến của chủ. Chủ nhân bảo đâu nghe đó, sai chi làm nấy. Bây giờ chẳng bao lâu sau thì quả nhiên trong nhà của Quan Mục có người nữ tỳ sanh được một bé trai.
chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Thường thì trẻ con cũng phải 3 hoặc 4 tuổi mới biết chuyện trò rành mạch. Nhưng đứa bé này mới ra đời chưa đến 3 hôm là đã nói được rồi. Đứa bé đó nói những gì? Đứa bé đó buồn khóc. Đứa bé đó hướng về phía có thờ tượng Phật mà cúi đầu làm lễ, rồi bật khóc mà nói với quan mục rằng: nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Quả báo của nghiệp duyên trong dòng sanh tử thì phải tự mình nhận lãnh. Bởi nhân duyên đã gây tạo ác nghiệp trong dòng sanh tử, nên sau này đến khi thọ quả báo thì phải chính bản thân mình thọ chịu. Nếu quả báo tốt lành thì chính mình thọ hưởng, mà quả báo xấu ác thì cũng tự mình phải gánh chịu. Hễ mình làm thì mình chịu, chứ chẳng phải ai khác. Đứa bé ấy nói tiếp: tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, chẳng thấy được ánh sáng của mặt trời mặt trăng hoặc các gì tinh tú. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy gì cả ngoài một màu đen tối âm u. Từ khi vĩnh biệt người, từ khi tôi chết cho đến nay, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh. May thay, người đã vì tôi mà tạo phước đức. Chính nhờ nương vào phước lực do người đã gây tạo, nên nay tôi được thoát khỏi những nỗi khổ sở của chốn địa ngục, nhưng còn phải đầu thai làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi. Bà mẹ của quan mục tuy được thọ sanh làm người, nhưng phải làm con của kẻ nô tỳ hèn hạ. Kẻ hèn hạ thì cũng đành, nhưng lại còn bị yểu thọ, tức là chết yểu, chết sớm, mạng sống ngắn ngủi nữa. Đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Đứa bé ấy nói với quan mục rằng: phen này tôi chỉ sống được tới 13 tuổi mà thôi, sau đó tôi lại bị đọa lạc trong đường ác nữa. Vậy chẳng hay người có cách gì giúp cho tôi được giải thoát chăng? Xin người hãy mau mau tìm giải pháp, giúp tôi thoát khỏi bao thống khổ của chốn ác đạo. Kinh văn. Quan mục nghe nói, biết là mẹ mình chẳng sai, nên nghẹn ngào thương khóc mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi, tất biết bổn tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do 2 nghiệp là sát hại và quỷ mạ mà phải thọ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Quan mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội nghiệp nói ra càng bất nhẫn, suốt cả 100.000 năm cũng khó mà kể cho hết được. Lược giảng. Quan mục nghe nói, biết là mẹ mình chẳng sai. Sau khi nghe đứa bé, con của người nữ tỳ nói như thế, thì quan mục biết chắc rằng đó là thân mẫu của mình đầu thai, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nên nghẹn ngào thương khóc. Nghẹn ngào là trạng thái như có cái gì chặn ở cổ họng, rồi khiến mình thốt không ra lời, khóc chẳng thành tiếng, khí quản bị tắc nghẽn, tưởng chừng như sắp đứt hơi vậy. Bây giờ muốn khóc thì không khóc được, mà có muốn cười thì cũng chẳng cười nổi, cũng không biết là khóc hay cười nữa. Đó gọi là nghẹn ngào, bởi trong lòng cảm thấy đau đớn xót xa đến cực điểm nên mới như thế. Lúc ấy quan mục nghẹn ngào mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi,
tất biết bổn tội. Người là mẹ tôi, ắt phải tự biết mình trước kia trót gây tạo những nghiệp tội gì. Thế thì chẳng hay người do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và quỷ mạ mà phải thọ báo. Nghiệp thứ nhất mà mẹ của quan mục gây ra là sát hại. Bà đã từng giết cá, giết ba ba để ăn thịt, lại còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Hoặc chiên hoặc nấu, bà chỉ biết ăn cho thỏa thích mà thôi. Nghiệp giết hại sanh vật thì rất nặng nề nghiêm trọng. Ngoài ra, bà còn tạo nghiệp quỷ mạ, tức là chê bai mắng nhiếc. Bà mẹ của quan mục trước kia thường hủy bán tam bảo, mắng chửi chúng sanh. Cả hai nghiệp tội này đều rất nghiêm trọng. Do đó, bà phải chịu quả báo khổ sở đến nhường ấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Giả sử không được quan mục làm việc công đức để siêu độ cho, thì căn cứ theo những tội lỗi mà bà đã tạo, lẽ ra đến nay bà vẫn chưa được thoát khỏi khổ nạn. Nghe đứa bé nói như vậy, quan mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Chẳng hay việc tạo tội và thọ báo ở địa ngục thì như thế nào? Người có thể kể cho tôi biết được chăng? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bớt nhẫn, suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được. Đứa bé ấy trả lời quan mục rằng: việc gây tạo tội lỗi và gánh chịu quả báo thì tôi chẳng thể nào kể lại được, tôi không nhẫn tâm nói ra. Dù trải qua một thời gian dài đến cả trăm ngàn vạn năm, cũng không thể nào thuật cho hết những nỗi thống khổ này. Trong các quý vị ở đây, có nhiều người chỉ ngồi nghe giảng kinh thôi mà đã thở gián than dài là nhọc nhằn mệt mỏi. Nhưng đến khi bị đọa vào địa ngục thì quý vị có biết là sẽ như thế nào không? Lúc đang thọ báo ở địa ngục, dầu cho quý vị có hết lời nan nỉ gian xin: xin hãy thả tôi ra, tôi không muốn ở đây chịu tội nữa, thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Quý vị không tài nào trốn thoát được cả. Nếu tội báo của quý vị chưa hết mà quý vị lại không muốn ở địa ngục chịu tội thì tất nhiên là không thể được. Do đó, chúng ta sống ở đời, nếu có những lúc phải chịu đựng đôi chút khổ sở thì hãy tự nhủ rằng: không sao, so với cái khổ ở địa ngục thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cái khổ ở địa ngục còn ghê gớm, đáng sợ hơn nữa. Nếu nghĩ được như vậy thì ở đâu quý vị cũng thấy vui vẻ, thanh thản, chẳng có nơi nào là khổ sở cả. Thậm chí cho dù hai chân nhức nhối vì ngồi thiền, quý vị cũng không lấy đó làm khổ. Quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị đọa địa ngục và bị loài quỷ dùng chĩa nhọn đâm bừa vào mình mẩy rồi thẳng tay ném vào giạt dầu đang sôi sùng sục, thì như thế là khổ hay không khổ? Nếu lúc bấy giờ quý vị khẩn khoản gian xin: chao ôi, tôi chịu không nổi nữa rồi, xin các ngài làm ơn làm phước, đừng bỏ tôi vào giạt dầu nữa mà, thì loài quỷ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nghe gì cả. Bởi ở địa ngục thì không hề có chuyện thông cảm lôi thôi. Quý vị đau khổ, than thân khóc phận, oán trời trách đất ư? Ái chà, thế thì bọn quỷ ở địa ngục sẽ ném quý vị vào chảo dầu để chiên sống thêm lần nữa, khiến cho quý vị lại càng đau đớn khổ sở nhiều thêm. Kinh văn. Quan mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư khóc rằng: nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi thì không còn trồng tội,
cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Cuối sinh thập phương chư Phật từ bi thương xót, lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng: như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ và hàng hà tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi thì sau đó con mới thành chánh giác. Lược giảng. Quan Mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng: nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục. Con chỉ cầu xin cho mẹ con được đời đời kiếp kiếp xa lìa mọi thống khổ của chốn địa ngục. Bà mẹ của Quan Mục rất may mắn có được một người con hiếu thảo như thế, bằng không e rằng đến nay bà vẫn còn trầm luân ở chốn địa ngục, chứ chưa dễ gì thoát ra được. Bởi vì bà giết hại quá nhiều sinh vật và mắng chửi người ta cũng không phải ít, nên mới bị đọa địa ngục. Nhưng người con gái hiếu thảo của bà đã lập nguyện cầu xin cho bà được khỏi phải chịu những nỗi thống khổ của chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi, thọ mạng trong đời này của bà hết rồi thì không còn trồng tội và cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Quan Mục lại cầu mong rằng sau khi thọ mạng 13 tuổi trong đời này đã mãn thì bao nhiêu tội lỗi nghiêm trọng của bà cũng đều được tiêu tan và bà không còn phải đọa vào đường ác nữa. Cuối sinh thập phương chư Phật từ bi thương xót lắng nghe, con này vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng: con xin cung thỉnh chư Phật cùng chư Bồ Tát ở khắp mười phương đồng đến để chứng giám cho con là Quan Mục. Này xin vì thân mẫu mà lập nguyện rằng: như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ, thoát ly hẳn bao nỗi thống khổ của đau đồ, huyết đồ và quả đồ, và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa. Chẳng những thân mẫu con không còn phải làm con của kẻ tôi đòi hèn hạ, mà đời đời kiếp kiếp cũng không phải mang thân nữ nữa, thì con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thấy đều không còn phải chịu đựng bao thống khổ trong ba đường ác cùng những nỗi khổ khác nữa. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, sau đó con mới thành chánh giác. Quý vị phải biết rằng nếu không nhờ có Địa Tạng Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều là nhờ nguyện lực của lời đại nguyện mà Địa Tạng Bồ Tát đã lập từ vô lượng kiếp này. Chính nguyện lực của Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi chốn địa ngục, thoát khỏi đường ngạ quỷ và thân súc sanh. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay vì chưa chứng đắc túc mạng thông, cũng chưa có được thiên nhãn thông, nên không thể biết được trước kia mình đã từng thọ hưởng ân huệ, đức từ bi cùng bao nhiêu điều tốt lành và lợi lạc do Địa Tạng Bồ Tát ban bố
Nếu không nhờ Địa Tạng Bồ Tát sớm lập đại nguyện này thì chúng ta đã phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Do đó, trong từng giây từng khắc, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến việc báo đáp ân đức sâu dày của Địa Tạng Bồ Tát. Kinh văn: Phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, người quả có lòng đại từ mẫn, khéo gì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ người lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm chí, sống lâu 100 tuổi. Sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát, và Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Lược giảng: Sau khi Quang Mục phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Nghe rõ cụ văn, tức là nghe rõ mồn một, rõ ràng từng tiếng, chứ không phải là chỉ nghe loáng thoáng, tiếng được tiếng mất, hoặc mơ mơ hồ hồ như mộng mị. Như vậy, lúc vừa nói dứt lời nguyện thì Quan Mục nghe rõ ràng tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dòng xuống rằng: Này Quan Mục, người quả có lòng đại từ mẫn, người thật là vô cùng từ bi, khéo gì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Hạnh nguyện của người quả thật đã khiến cho ta rất hoan hỷ. Ai đã chỉ dạy, chỉ bảo ngươi làm như thế? Người đã có thể vì trọn hiếu đạo với mẹ mà lập thệ nguyện lớn lao dường ấy, ta thật chưa từng nghe qua. Từ trước đến nay chưa có chúng sanh nào dám lập đại nguyện rộng lớn đến thế. Này người gì thiết tha muốn cứu mẫu thân mà phát lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh? Đây là điều rất hiếm có, và là chuyện rất khó gặp, thật là đáng quý lắm thay. Người quả là một người con chí hiếu. Khen ngợi Quan Mục như thế xong, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lại nói tiếp rằng: Này ta dùng Phật nhãn quan sát thấy mẹ người lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm chí. Này nhờ ngươi lập đại nguyện như thế, cho nên khi thọ mạng 13 năm của mẹ ngươi trong đời này đã hết, thì đời sau bà sẽ được đầu thai làm người phạm chí, và chẳng những như thế mà còn được sống lâu 100 tuổi. Phạm chí chính là Bà La Môn Giáo, cũng gọi là Tịnh Duệ, tức là hậu duệ, dòng dõi của người tu hành thanh tịnh. Sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể. Ngoài ra, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai còn cho biết rằng, sau khi bỏ thân phạm chí, thân mẫu của Quang Mục sẽ được giảng sanh về cực lạc thế giới, sống lâu đến không thể tính đếm được là bao nhiêu kiếp, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Số người ở cõi nhân gian và số thiên nhân ở cõi trời được vị Phật đó độ thoát thì nhiều như các sông hằng vậy. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó. Vị La Hán ở thời tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai đã vì lòng hiếu thảo của Quang Mục mà quan sát tìm xem mẹ cô ta đọa lạc ở đâu, chính là Vô Tận Ý Bồ Tát.
Còn thân mẫu của Quan Mục là Giải Thoát Bồ Tát, và Quan Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Ha ha ha, 问三摩地所